sốt nhiều ngày không hạ, nhưng không có dấu hiệu xuất huyết ngoài da. Chị Phương không nghĩ mình mắc sốt xuất huyết. Đến khi nhập viện, xét nghiệm cho thấy tiểu cầu đã hạ rất thấp. Đây cũng là hiểu nhầm của nhiều người. Thực tế, có những trường hợp sốt chưa có biểu hiện xuất huyết, nhưng bị cô đặc máu dẫn đến sốc, lúc này điều trị rất khó khăn. Em chỉ nghĩ là em mệt mệt xong rồi nó sốt thôi, sốt hơi bị nhiều, sốt ly bì, mỏi hết người. Lúc đầu em cũng chưa nghĩ là bị quá nghiêm trọng nên là em tự uống thuốc ở nhà, nhưng mà nó vẫn còn sốt, thế là em đến viện. Những hiểu lầm người dân hay mắc phải là bệnh nhân tự đi mua thuốc ở các hiệu thuốc để điều trị. Thấy có đau đầu thì cũng hay là sốt thì cũng đi mua cái thuốc đau đầu mới hạ sốt để uống. Ví dụ như là cái loại thuốc mà có aspirin đấy hoặc một số cái corticoid là dùng đấy là rất dễ là chảy máu tiêu hóa, tự ý chuyển dịch cũng rất nguy hiểm, nó dẫn đến cái dấu hiệu thừa dịch, tràn dịch màng phổi, tràn dịch màng bụng, tràn dịch đa màng. Những ngày cao điểm, khoa truyền nhiễm bệnh viện Đa khoa Hưng Hà tiếp nhận trên 15 bệnh nhân sốt xuất huyết nhập viện. Nguyên nhân khiến dịch bắt đầu sớm và kéo dài hơn là do điều kiện thời tiết thuận lợi cho mũi truyền bệnh phát triển. Đặc biệt, nhiều tuần gần đây mưa nắng đan xen, có những đợt mưa lớn kéo dài. Cùng với đó là số ca ở Hà Nội đang tăng đột biến. Trong điều kiện giao lưu đi lại thuận lợi, khiến mầm bệnh dễ dàng lan truyền đến Thái Bình. Đáng ngại là số ca nặng năm nay nhiều hơn hẳn so với mọi năm, số trường hợp giảm tiểu cầu cũng cao hơn. Những cái dấu hiệu mà chảy máu chân răng hay là những cái xuất huyết của nội tạng là dấu hiệu nặng. Mà vào đây thì là cái tình trạng của bệnh nhân là da xanh, niêm mạc nhợt này, thế rồi khó thở này, có dấu hiệu mất nước rất là rõ, hạ huyết áp, mạch nhanh, trụy mạch. Bởi vì cái sốt xuất huyết này thì cái mối đe dọa lớn của nó là sốc và sốt huyết bất trị, dẫn là cái nguyên nhân gây ra tử vong. Theo các bác sĩ, dịch có thể kéo dài đến hết năm. Sốt xuất huyết hiện chưa có vaccine, việc chống dịch phụ thuộc nhiều vào ý thức tự giác, sự phối hợp của người dân trong hoạt động diệt bọ gậy và mũi truyền bệnh. Khi có biểu hiện sốt, cần đến các cơ sở y tế để xét nghiệm máu, chẩn đoán xác định và theo dõi điều trị, bởi bác sĩ chuyên khoa không tự ý điều trị tại nhà.